Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tựa game The Witcher 3 Wild Hunt. Thì ở tập trước chúng ta, ôi trời, mình phải nghỉ tầm 2-3 ngày để mình chơi bắt đầu lại tiếp tục cái tựa game này nè. Chứ không phải là mình chơi liên tục đâu. Bởi vì mệt quá các bạn, máy chơi mệt thiệt luôn á. Chơi mà stress luôn á. Ok, bây giờ làm nhiệm vụ tiếp theo coi. Lục tung căn phòng bằng mắt Witcher. Mình mới skip à? Mình lại bấm skip rồi. Alright. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate. Mới nhìn thấy bên trong luôn các bạn. Ô mẹ ơi. Trời ơi, mới đẹp quá. Guardians, four flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second. Đọc thơ hả? And thus they stood o'er their queen, who slept. Nói gì trời, má nói gì chơi đồ vậy? Nói đọc không hiểu gì luôn á. Sounds like a riddle, all right. Ok, giải nó thử xem. Let's see if we can solve this. Ủa là mình giải hả? Trời, vậy mới có tưởng mình kêu nó giải, nó giải. Vậy làm cái gì đây? Đốt các bệ lửa theo đúng thứ tự. Thứ tự theo câu thơ. Ừ, như là thứ tự theo câu thơ sao á? À, nó nhắc lại được nè. Bốn vệ binh, bốn ngọn lửa kiêu hãnh. Người thứ nhất đốt ngọn lửa không dám đi cuối cùng. Người thứ hai bên cạnh người thứ nhất. Bi ai, người thứ ba đi bên cạnh con quái vật trung thành. Người thứ hai chơi một chiếc đàn và họ đứng. Đụng má nói gì trời? Bốn bức tượng giống nhau sao biết? Ủa khoan, bên này nó không có ấy. Không con chó như khác nhau. Ê ê, vậy nó lại coi. Người thứ nhất đốt ngọn lửa không dám đi cuối cùng. Thằng nào đốt ngọn lửa? Thằng đầu bùi nào đốt ngọn lửa đâu? Ủa giờ thằng nào đốt ngọn lửa vậy? Who slept beneath flickering stars. Làm sao để biết đốt ngọn lửa hay không? Thôi đụng mất cái đốt mẹ cho rồi đi. Lit up like a charm. Vậy là đúng rồi hả? Ê đù. Vậy là đúng hả? Ủa tính ra thằng này có ngọn lửa mẹ gì đâu đốt. Nó là người thứ hai coi. Bốn ngọn. The first to light his fire dared not march on the end. Người thứ hai bên cạnh người thứ nhất chơi một bản nhạc bi ai là một trong hai thằng này. Người chết mẹ quên đọc rồi. Người thứ tư song hành người thứ nhất. Nó lại coi. Four guardians, four flames standing proud in a line. Người thứ nhất đốt lửa không dám đi cùng là thằng này đây, là cái bức tượng này nè. The second beside the first played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. Không song hành cùng người thứ nhất. Tức là thằng này là người thứ tư này, chắc luôn. Tại vì nó kêu là không song hành cùng người thứ nhất. Người thứ hai đi kế bên người thứ nhất là chỉ có một trong hai thằng này. Nó kêu là chơi một bản nhạc. Nhưng mà người ta chơi bản nhạc nhưng mà thằng này làm gì có đàn đâu. Thì chắc chắn là đây rồi. Vậy chắc chắn là đây rồi. Má không biết làm sai thì có sao không ta? Đốt sao? Đốt sai hả?
Ok, vậy nếu như thầy là người thứ tư thì đây sẽ là người thứ ba. Đồ mới chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đồ mới chuẩn luôn. Ngầu liền, trời ơi, dăm ba câu đố này làm sao IQ của tôi được. Được, được các bạn, ngon, 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 ngon. Cái gì đây? Cái đó biểu tượng của con chim nhạn hả? Ủa? Của mòng biển hả? Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. Cái gì đây? Cái đèn á, hình như cái đèn á. Ừ, ra khỏi đây đi, má. Ở trong cái hang này mệt lắm luôn rồi đó. Chỉ muốn ra đây khỏi đây nhanh thôi. Lấy ghi chú à. Ok, leo đây, leo đây, đúng rồi. Con này leo làm sao? Đồ má leo luôn. Tưởng TP, ồ, cái gì tím. Cái gì tím riệm vậy? Trụ đá. Mình không, thật sự mình cũng chả biết lấy cái trụ đá làm mẹ gì luôn á. Nè, ngồi xong chả thấy ích lợi gì luôn. Ừ, vậy thôi đó. Ôi mẹ ơi, golem. Giờ muốn ra cũng khó khăn vậy. Golem, golem, golem. Ủa, con kia đâu, sao nó đánh phụ mình? Khoan, khoan, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Xỉu liền, đợi cho tranh thủ nó xỉu mình chém nó các bạn. Nó số trâu vậy? Nó trâu quá. Ủa sao con kia đâu không? Nói con kia đâu? Ủa, ủa, lộn, 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 lộn. Hình như không đi đường này. Hình như mình không đi đường này, các bạn mới đi đường này. Thôi, thôi dẹp mẹ đi. Đánh mà này trâu quá, đánh nó không tốn miếng máu nào luôn mà. Lấy xem bản đồ coi. Đúng rồi, mình đi lộn, hèn gì. Tìm lối dẫn lên mặt đất. Tức là nếu mình đi đó là mình đi lộn, đúng rồi. Ồ. Cuối cùng cũng ra được khỏi cái hang này. Đã tìm thấy ánh nắng mặt trời rồi. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Cutback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage. And those who forge the opportunity themselves. Có hai loại đàn ông, một là thấy cơ hội và chớp nó, còn hai là tạo cơ hội riêng cho bản thân mình. Nói chuyện hay quá à. A favor to ask you. So, visit me sometime? Đồ. Đồ. Con này đang gả tình mình hả? Ok. Thăm thì thăm thôi, easy mà. Trời ơi, má gì mà sướt mướt vậy? Trời ơi, mấy con nhỏ hình như thích mình đấy các bạn. Tự nhiên đéo ai lại kêu... Kêu một ngày nữa hãy qua thăm em, gớm chết mẹ. Ok, vậy thì cuối cùng mình cũng đã lên mặt đất rồi. Và điều đầu tiên chắc chắn mình làm mình phải thiền các bạn. Quá mệt mỏi rồi. Đã mệt mà còn trời tối thế này thì làm sao mà cái tinh thần chơi game được, đúng không? Trời đấy, trời sáng lên nhìn nó đỡ hẳn thấy không? Gì vậy? Nghe tiếng gì á? Mình nghe tiếng gì á? Thôi 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 thôi, quái vật không mà. Để coi coi, nhiệm vụ là gì đây? Nhiệm vụ này của DLC thì không nói. Đi đến Ladies of Wood.
Ủa vậy đây là nhiệm vụ chính đúng không? Hình như cái nào cũng là nhiệm vụ chính hết các bạn. Vậy thôi, tìm những các Kron ở đầm Croc. Ok. À, không phải nhiệm vụ, tất cả đều là nhiệm vụ chính hết. Nhưng mà kiểu là nhiều nhiệm vụ chính thôi. Coi bản đồ nằm ở đâu đây. Trời má, xa vậy. Ôi là trời, cái gì mà xa dữ vậy? Ê, có nhiệm vụ nào mà đỡ xa hơn không? Thôi thôi, lỡ rồi thì mình làm luôn chứ. Ok, bây giờ đoạn này mình sẽ skip đi bộ qua đây ha. Nếu có gì thú vị thì mình sẽ bật lên. Chứ xa quá mà không có chỗ để băng qua luôn. Ok, skip nha. Oh. Oh. Được dùng thuyền luôn này các bạn. Oh, ngon vậy. Để xem. Bây giờ tính ra mình bay mình quẹo qua đây cũng nhanh, không có xa lắm. Nếu đi đường xong thì ok. Được rồi, kẹt cô. Ok, vậy thì mình đã lên được cái đảo rồi. Má mệt ghê luôn á. Đi tự nhìn đi đường xong vậy thôi chứ đông thật sự luôn các bạn. Khoan, lấy ngựa đi. Nhìn mấy con quái vật nhìn nản quá. Lừa đánh quái vật luôn á. Mặc dù nhìn cấp yếu này cũng thích đánh thiệt. Nhưng mà thôi, làm nhiệm vụ chính đã chứ mất thời gian quá. Cái này là cái gì đây? Bây giờ mình sẽ dùng giác quan. Mình hiện tại bây giờ mình đang làm nhiệm vụ là Ladies of the Wood, những người đàn bà trong làng ấy, trong rừng. Dùng giáo quan Witcher để tìm điện thờ và đánh dấu khởi đầu của con đường kẹo ngọt. Ở đường mới có con đường kẹo ngọt luôn hả? Đù, má gớm quá. À, cái đó cái cây chứ phải cái bộ xương. Má giỏi không là giỏi. Cái cây chứ không phải là bộ xương. Để xem. Đi vô đây mới thấy được. Đây, cái gì đây? Ủa, xem được hả? Là sao ta? Tại sao lại dính mấy cái cây gì đây? À, nhìn mấy cái cây kẹo này mà lần theo dấu vết nè. Đúng rồi. Rồi sao? Còn phía trước không? À, còn. Mẹ tưởng hết rồi chứ. À, mình phải lần theo. Rồi cái vòng tròn nó sẽ từ từ nó dịch chuyển ra. Con đường kẹo ngọt đấy hả? Mình tưởng là kiểu bánh trái gì nhiều lắm. Thì ra là kiểu nó treo để cúng tế gì thôi à. Đi ăn mẹ cho rồi, đi đói bụng quá. Quên, bóp ra toàn dòi không à. Ồ, ra cái dẫn, nó dẫn ra một cái làng luôn nè. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked them blood him empty, stripped his skin off clean. Ủa, câu cây dao đấy hả? Má, câu cây dao tục vậy. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Làng này có vẻ nghèo. Ôi là trời. Interesting rhyme. Bài ca đồng dao cũng hay ha, má mà tẩm tẩm sao á. Có từng thấy một người phụ nữ tóc màu cho quanh đây không? A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You can see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? Lassie's got tits. Vãi cứt cái lồ má. Con gái thì phải có vú. When the army was here, he says, hide them lassies in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. Vợ ca lo thiệt. Má cái lồ mắt tụi nó nói chuyện kìa. The girl I'm looking for, she's in trouble.
I understand you might not want to help me, but you could try to help her. Vợ là con gái thì phải có vú. Mày đéo có vú, mày đéo hơn gái. There's no witches here. There's only frogs and snakes and Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you? Wearing swords like a bandit. Tao mà là cướp chặt cái đầu mày rồi. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. Oh, it was a lovely young woman. What a long beautiful game. Game này chuyện tục quá. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed. Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. Làm ơn hãy giúp tôi, please. A bit of help, please. A young ashen-haired woman just need to know if you've seen. Nói vậy là xuống giọng đến năn nỉ luôn kìa. Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Johnny là ai ta? Nó cứ nói hỏi Johnny hoài à. To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone, be gone, be gone. Mấy bà già khó chịu này. Rồi bất lực luôn, chả lẽ bây giờ đánh bà già đúng không? Không lẽ bây giờ mình đánh bà già. Đi vào ngôi nhà và nói chuyện với cậu bé. Ok. Mấy bà già phải trong đó rồi mà sao nói đây. Nhà này nghèo quá ha, thường thường mấy cái làng nó có mấy cái đồ để mình loot á. Tại vì mình bây giờ rất đang rất cần đồ để loot luôn á. Mới nói luôn. Má nhà nghèo thiệt. Không có con mẹ gì để lúa chơi á, nhà chống chơi à. U là trời, nhiều đồ thế. Nhiều đồ thế cơ. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. Mẹ có ai làm gì bà? Gran don't like you. And Johnny's made up. And stranger still kids. Cháu không muốn nói chuyện với ta. Thì thôi, đủ không nói chuyện quýt mẹ đi, tìm Johnny luôn. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Tìm cách để bà ngoại ra khỏi lều. Tìm cách để dụ bà ngoại ra khỏi lều hả? Làm sao để dụ bà ngoại ra khỏi lều ta? Chạy đi bà cha. Giờ bà chạy không? Đấm vô mặt bà nè. Bà sợ nhưng mà bà không chịu ra. Dùm đốt nhà bà được. Có cách nào đốt nhà bà không vậy? Ê con, khoan. Nó có cái gió là cái gì đây nè? À gió này chỉ là để ấy thôi. Kiểu để tắt làm tắt nến thôi à. Thử đốt nhà được không? Mẹ mẹ láo quá. Không đốt nhà được. Không đốt được. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để cho bà ra khỏi nhà đây? Mà không lo chạy đi. Đấm vô mồm bây giờ. Cái bà này. Tìm cách dụ bà ra khỏi nhà là sao ta? Có cách nào ít nhất con phải chỉ chứ. Để hỏi tụi này về chỗ này đi. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt. Giúp chú được không? Giúp đi. Is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Cái lồng mé, chả lẽ bây giờ chơi trò tụi nó với tụi nó hả? Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny.
He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes, two. One, two. Bà mẹ nó bây giờ phải tốn thời gian một Witcher. Người chặt đầu bao nhiêu con quái vật. Giờ phải xuống nước chơi trò trốn tìm để moi được thông tin. Nó nói chuyện ngầu quá à. Dùng giác quan easy thôi, ba đồ quỷ này. Chà, nghĩ quần què làm khó được anh. Hello nhóc. Thấy chưa, thấy ghê chưa? Bất ngờ liền. Sợ liền. Chà, dăm ba nhóc này. Để coi còn gì nữa. Đây, đường đi đây. Đã khóa, cần chìa khóa. Đồ á, tụi nó leo đây luôn hả? Leo sao ta? Ồ. Damn, bro. I can see you. Sợ ơi, dăm ba thằng nhóc ác này. Còn mấy thằng nữa, hai đứa nữa. Tìm dấu chân tụi nó tiếp đi. Đứng từ đây nè, nhìn được luôn nè. Má nó trốn thẳng trong này luôn hả? Ủa sao? Sao tới đây rồi mất tiêu rồi? Biết trốn này không? À, chắc là nó trốn sau lưng. Chắc là nó trốn ở phía sau đây nè. Biết ngay mà. Trốn sai vậy bị ma bắt ráng chịu nha. Mày hả mày? Mày hả mày? Tiếp. Thằng cuối cùng. Thằng cuối cùng ở đâu? Vậy? Found you. You're the last one. Bet you cheated. Chết con mẹ gì ba? I gotta tell the others I won. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Được. Hảo hán. Hảo hán. Nói chuyện hảo hán. Đó, bây giờ bà già này phải đi ra rồi thì bây giờ mình sẽ ép thằng này nói ra. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Johnny ở đâu? I just want to talk to Johnny. He couldn't. Nói nhanh đi. Nói nhiều quá rồi em gái, em trai à. Not gonna hurt him, right? Cuz he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny là ai mà sao tụi nó phải giấu ta? Cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Nói tóc màu cho trong khu đầm lầy. There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around, you'll see him. Thank you. Ok. Vậy là Johnny là người... Bà ngoại bà biết luôn. Bà ngoại bà biết luôn chứ không phải là bà không biết, các bạn hiểu không? Mày bà giấu cái gì á? Khoan, hồi nãy mình đánh dấu cái chỗ này để bỏ ra. Đánh dấu để bơi thuyền qua. Bây giờ qua khu đầm lầy tìm Johnny. Má nó. Ở đây nhóc. Má có con sư bự luôn. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì phải... Không có gì phải hối hết á.
Mày easy. Mấy con này là cái gì vậy? Mấy con đông quá. Má đông vậy. What the heck. Mấy con này đông quá, mấy con này đông quá. Còn bên kia nữa kìa. Johnny's real. He must leave Prince. Vậy Johnny đâu? Đây 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 đây, Johnny Johnny. Dấu chân của nó nè. Small footprint. Johnny's been through here. Vừa là đồ muốn biết đi từ hôm nào giờ giờ để lại dấu chân mà cũng nhìn thấy được. Quá đẳng cấp thật sự. Nó tôi mệt quá rồi. Có gió không? Đó gì chở nhanh. Lồi, lồi đánh lắm luôn rồi đó. Mày đánh lại hả nhóc? Mày đánh với ai vậy nhóc? Khoan, mình hết ấy rồi chứ mình thiền tí đã. Mình thiền tí cho hồi máu tí đấy, tại vì mình hết ấy rồi. Uầy, má đâu ra vậy? Mày easy. Easy. Khoan khoan, đi đâu đi đâu? Giờ quẹo ra đây hả? Chà. Game này hay ha má, điều tra rồi cốt truyện cũng hay nữa. Dẫn dắt cũng hay nữa, hay thật sự luôn á. Nhưng mà bây giờ mình đang thiếu nước với thịt gà này nọ quá. Cái gì vậy? À trong này. Gọi Johnny má, nhóc anh nó sống trong này hả? Đồ mà nhóc mùa què này sao gum nặng mặn vậy? Ơ đồ, cái lùn què vậy? Má giống ma vậy? Don't be afraid. Má giống ma quá à. Ôi. Giờ không phải con người hả? You're a bucker. A Luton? Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Thằng này có mối bị gì ta? Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Why not? Nó bị câm. Nó bị câm các bạn. What's wrong? Can't talk? Why? Hả? Là sao? Can I help you somehow? Mấy mày sao thằng này ghê ta? Thằng này là quái vật hả? Want me to follow you? Okay, let's go. Choice, I guess. Mấy đừng nói thằng này dụ mình vô đám quái vật nữa chắc chết quá. Xách cái kiếm ra cho chắc ăn. Có gì chặt nó luôn. Mày mà làm gì tao đi chặt cái đầu mày liền. Đó. Thằng nhóc này nó dẫn mình đi chơi hướng khác hả? Né. Tụi nó làm cái gì vậy? Đánh bại lũ quái vật. Damn it. Ui, mày không thể mất máu được. Má vậy mà cũng mất được chứ. Mày. Nói chung game này phía né mạnh cái nào mà không biết né là cũng mất máu như thường à. Đó thấy chưa? Thấy không? Không né là đánh liên hồi luôn. Bây giờ khoan thiền đã.
Khoan, thiền là mấy con này nó sẽ spawn ra liền, nên là không được thiền. Tổ ong mà, có tổ ong làm gì ta? Thì tính ra mày, sao mày không đi đường vòng mà mày phải đợi tao giết rồi mày băng qua, thằng ngu này. Thiền á. Ok, đầy máu. Tiếp tục. Vậy tại sao nó lại bị câm ta? Bây giờ nó đang dẫn mình đi ra để giải thích lý do hả? This the place? Let me look around. Something's on the ledge. Something that'll get you your voice back. Là sao nhỉ? Guess I gotta make this climb. Đúng rồi, lại câu. Kẹt câu thôi. Tìm tổ quạ. Bộ tổ quạ nó câu giọng nói này lên. Tại sao lại có tổ quạ nhỉ? Đi. Má, mấy con quạ, má này đéo phải quạ các bạn ơi, cái này có quần què gì á. Nó phải là quạ. Uầy, không giỡn nha. Mày. Đó, mình đợi nó té cái xong mình đẩy nó ra. Mình chỉ cần đợi nó té xong mình tới mình cầm cái kiếm cho người nó lại chết rồi. Chắc kèo luôn. Cái này bố mình biết hết. Rồi. Má nhưng mà đông quá không. Mày, easy. Bình tĩnh. Mày, easy. Trời, tưởng khó khăn lắm. Lại đây. Mày. Ủa, không đang dèm cứ tưởng găm kiếm cho người là chết rồi chứ. Ê, còn một con gì bự lên kia nữa kìa. Má, con gì bự vậy? Má, rồng hả? Phải đằng kia là rồng không? Ôi mẹ ơi, lần đầu tôi thấy con rồng luôn. Má bự quá. Thôi. Đừng có đụng chạm tới mấy con đó. Giờ các mình yếu lắm, mình mới vô game mình chưa làm được con mẹ gì cho đời hết. Thuốc giải giọng mà. Thuốc giải cho để có giọng nói hả? À. Ai đó nhốt cái giọng nói. Ăn long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Này con chó này hơi bị mất dạy nha. Con chó này hơi bị mất dạy rồi đó. Mình lấy giùm cho nó xong rồi nó nói mình là tại sao mình lại làm cái việc đó chỉ để trao đổi con mẹ đó. Defecating to the sunrise, downright glorious. Suddenly heard a bang so loud it couldn't have been me. And that lass appeared out of nowhere. Young ashen haired, just like you said. Wounded, panting to boot. She raced off towards the children's house. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my mourn. Sadly I'd lost my voice, so I don't think she. Tất nhiên rồi, má mất giọng thì làm sao mà nói được. Sao làm sao mà người khác nghe được. Vậy là con bé chạy về phía ngôi làng. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. That old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. Tất nhiên, cũng tốt, cũng không phải là thằng vô ơn nha. Ok, bây giờ nó sẽ đi giúp mình đi nói chuyện với cái bà già đó.
để hỏi về tung tích của Ciri. The Ladies of the Wood. Tam thập tam thằng chố, mát thằng tụi thằng đầu bùi này nó đọc cái quần què vậy. Rồi rồi, quá giật tiếp rồi, quá giật tiếp rồi, quá giật tiếp rồi, má thì né ra đi. Tại sao cứ thích đi lại gần đây chi mệt vậy? Lửa lửa lửa. Từ từ, hồi đi hồi đi hồi đi hồi đi hồi đi. Từ từ nha. Má đông nha. Đông ghê luôn á. Má đông quá. Đông quá. Ui trời, ui là trời, ui là trời. Ui là trời, mách cắt đôi luôn, cắt đôi người luôn. Khiếp vãi. Tại mình không có. Vấn đề của mình là không có hồi máu. Đúng không? Vấn đề của mình là không có hồi máu, cho nên là không dám combat được. Mày coi như là mày chết rồi. Ok, còn thằng cuối. Lò cái đầu mình lên đây. Lò cái đầu mình lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Trốn sao được hả bạn trai? Easy. Có đồ, có đồ, có đồ, có đồ. Cũng như kiếm mình cũng sắp hư hết trơn rồi các bạn. Có đồ như mới làm đồ đúng không? Cái quần nữa. Ngon, quần này có vẻ xịn. Gắn vô. Easy. Rồi rồi, đi 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 tiếp, đi tiếp, tiếp. Johnny, Johnny, yes papa. Ta ra ra ta ra ta 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 ta. Đi chậm quá nha, bật rồi đó. Cái làng trên này nè, đúng rồi, cái làng trên này nè. Anh Johnny đi chậm quá. Gì mà sao giờ âm u quá vậy? Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Là sao? Là thằng này mỗi lần nó hát thì bà già bà sẽ bình tĩnh lại hả? Little Johnny softly gazed, fire waning pale. Pop a spark jumped out and whispered, listen, I've a tale. You got your voice back. I did. Though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. Đưa tôi đến gặp các Crones. Là sao? Crones là mấy cái con quái vật hả? This fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Sao các bà này mà ích kỷ quá ta? Sớm giúp đại cho người ta đi. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now đúng. I want. Đúng. Thằng này nói đúng. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny. Trời ơi, chỉ cần vậy thôi đó má, làm nãy làm lấm nhiệm vụ. Xịn lên, xịn lên. Ok. Giờ mình vô đây đi gặp các vị thần hả? Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature they say, don't like him. Ồ, má nữ thần xinh vãi. The women in the tapestry. Nhìn ngon vậy? Those are the ladies.
Cái lùng mé nhìn ngon vậy? Vờ lờ thật, nó ngon vãi. My call. Before you a worm crawls, wretched and small. Mấy nhỏ này, mấy cái bà thần này như là bà có thông tin chi tiết gì, thông tin gì về con Siri hả? You. Cái gì vậy? Bà này bà làm cái gì vậy? Ôi mẹ ơi, mấy như ma luôn. Nó nhập bả, nó nhập vô bả, nó nhập vô bả. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. Điều gì xảy ra với con bé? Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland? Tất nhiên là đéo rồi, làm sao mà sợ được. Trời ơi, bố cái chặt đầu bao nhiêu con đấy. Oh, hard times are upon us, white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Down Warren. It feeds on hatred and disdain. Ba con luôn, ba con nó nhập luôn. Ba con này là nó ấy luôn. Chứ không phải là chỉ có một bà thần, vậy là ba bà thần luôn. Ba bà thần nhập vô bà này luôn. Cho nên là các bạn có thể nghe là giọng nói nó sẽ khác thôi. Đúng má. Cứ qua người này thì nó dẫn qua người khác. Đúng hoàng luôn á. Hoàng thật sự. Nhìn nó dẫn mình ra người khác luôn chứ. Người hầu. Ok. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman. Give the young man the dagger. And you, white one, return only once you've completed the task. Má ba bà thần nhìn ngon vậy. Oh, mistress, right. On my way. Dagger. Gotta bring the dagger. Con dao gì? Con dao gì đâu? For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. Được, má dao xịn vãi. Bây giờ mình phải mang cái dao này đưa qua cái ông trưởng làng á. Stone bear, stone shear, stone rose, stone ears. Má đá chơi đồ hả? Ok, vậy thì mình nghĩ tập này đã quá dài rồi, thì mình sẽ tiếp tục tập này ở lần sau. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều mình cần cải thiện ở các tập sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.